Chào tất cả các bác đến với kênh Cao JBL Hoàng Mai, một kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh mỹ bãi Pro, hàng chuyên nghiệp, hàng đẳng cấp thế giới các bác nhé. Hôm nay em cũng làm một đoạn video để cảm ơn bạn Trung dưới Hải Phòng test qua cái mixer Deacock 600, và em cũng test thử một ca khúc để cũng là lời cảm ơn bạn Trung rất nhiều, cũng đã tin tưởng dành cho Cao JBL Hoàng Mai, nhất là các bàn mixer Deacock 600, hàng xịn, hàng Germany, hàng Đức nhá, với đến với em giá rất ok luôn, có thể nói là một cái mức giá mà gần như là toàn quốc không có cái giá nào tốt hơn được. Em có cung cấp mix xua, mix Sennheiser và các loại cục đẩy. Hiện em đang sở hữu trước màn hình các bác, đó là 3 cục X4 Powder Shop hàng Italia, giá khởi điểm của tại hãng vào thời điểm này 178 triệu một cục, giá tại Cao JBL Hoàng Mai dưới 100 triệu. Vâng, sau đây em xin test để gửi đến bạn Trung Hải Phòng một nửa ca khúc thôi cho nó phiên phiến, mong các bác thấy hay thì ủng hộ, chia sẻ và đăng ký kênh Cao JBL Hoàng Mai nhé, để được tư vấn trực tiếp mọi thắc mắc về tất cả các sản phẩm mà em có. Em sẽ review lên kênh chi tiết hơn là xem livestream Facebook. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip. Em rất buồn vì em không biết đi đi về đâu. Cuộc sống music chỉ làm em qua cơn đói từng ngày, vì em không đáng, vì em đã mất mẹ, thương đau vẫn là đau. Em mừng một vì sao sao dẫn lối em trên đường, dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ. Đã lâu rồi em đã không có tình thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha, giọt nước mắt tuôn rơi hòa tan.